Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại về channel của mình. Hôm nay thì Minecraft thì mình cũng hết nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ đi mai nhé anh em. Ui, zoom bà con, zoom bà con. Mày lên đây. Mày lên đây. Ủa nó khôn vậy. Sao bọn này không không tránh người à? Bọn này không tránh, bọn này không tránh. Bọn này không tránh người. Bọn anh không chạy người, bọn anh không chạy người. Đau thế nhỉ? Yeah. Chết luôn, chưa kịp đập. Đây, chọn. Nào con chuột, làm món thịt chuột. Đừng bảo là bị chuột cắn chết nhỉ. Chết luôn này. Rồi, hôm nay mình sẽ đi mai xuống đây xem nào. À, cha mình còn chưa làm được. Này phải lên rồi. Đây thì sẽ lấy mấy cái này xuống dưới kiếm than sau. Ok. Anh em xem clip thì nhớ like và chia sẻ clip giúp mình nha. Chia sẻ càng nhiều càng tốt bởi vì mình còn sẽ có thêm động lực để làm. Ui dồi. À đấy, than này rồi. Nào. Ê, ê, ê. Yeah. Làm luôn. Rồi. Đó. Anh em muốn mình ghép thêm nhạc vào clip để cho sôi động không? Nếu anh em nào muốn thì cứ comment ở dưới bên dưới nhá. Mình sợ có tiếng thì à đấy, cả tiếng mình bình luận nên là mình mới không cho. Còn nếu mà anh em thích thì ok. Ê, sắt kìa. Mình sẽ cần nhiều than thêm một chút. Ôi nhiều than quá. Quá nhiều luôn. Anh em nào muốn mình làm về Lucky Block không? Mình thấy thằng bạn mình làm cũng thấy hay hay. Nhìn vui cực. Nó kiểu ra ngẫu nhiên hên hên xui các bạn. Là số mình thì các bạn biết rồi. Mắc đen. Ê, tí chết. Chết rồi, không kiếm thức ăn rồi. Không kiếm thức ăn thêm mày đâu. Vàng luôn. Thề hên cực. Mark hên. Chắc mình sẽ phải làm nhiều đồ vàng mất. Quá nhiều vàng. Bên trong nữa kìa. Mình sẽ đi hết ở đây đi.
Nước chảy khó chịu phết. Cho mày hết chảy. Rồi tiếc đuốc lắm. Rồi. Mình thấy là mình chơi còn nhiều vàng hơn cả sắt. Các bạn có thấy thế không? Mắc nhiều vàng luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa kiếm được một cục kim cương nào. Thế mới hay chứ nị. Than. Đào thêm ít than về. Làm gì thì làm. Chắc là tập sau thì mình cũng chưa chưa có ý định để làm về cái gì nữa. Chắc là mình sẽ làm về Lucky Block thôi. Thì anh em cứ xem like và chia sẻ video mạnh à. Thì mình sẽ ra nhiều nhiều hơn. Càng mạnh càng tốt. Nên là sẽ có gì không? À, nó cũng chẳng có gì. Bây giờ mình đi bên nào trước? Đi bên này trước đi. Ui, sâu lắm các bạn. Ok. Ý chết. Hồi đen cả là mình quên mất mình không mang đồ ăn đi theo nên là chắc là mai mai thêm lúc nữa thì sẽ về lấy đồ ăn thôi. Ồ, trên này còn nước à? Mình sẽ làm thêm vài cái đuốc nữa đi. Ấy, đừng ấy chứ là đủ rồi. Hôm nay mai thì cũng chả có gì nhiều. Chắc mình chỉ đi kiếm vàng là chính. Các bạn thấy ở đây toàn là vàng mà. Làm gì thấy sắt mấy đâu. Vàng còn số lượng nhiều hơn ở sắt. Nấp trở lại, quên không mang nước. Đấy, chính là đầy vàng. Rộng lắm các bạn. Cái này là sỏi đúng không? Cứ sỏi các bạn. Nó ở dưới này này. Chỗ đấy thì mình sẽ đi sau.
Bây giờ cứ kiếm đồ đã. Anh em muốn mình bắt thêm pet thì cứ có mà nhá, bởi vì mình mới có hai con thôi hay ba con gì đấy, không biết là cái con gấu trúc anh em được không, không biết là nó có thể làm được pet của mình không, thấy biết nó ăn gì, trong này có tre không vậy, sâu lắm các bạn. Mình nghĩ là rẻ có kim cương chắc luôn. Sâu thế này cơ mà. Cho mày con sực này tần ngu quá. Đi cả vào dung nham. Tiền này thì chịu sao nội. Đầy đầy vàng à. Thôi xong rồi, sắp hỏng cúp rồi, mình còn không mang theo gỗ cơ, anh em biết là chỗ mình khan hiếm gỗ lắm. Chết đâu, chặn nghề này lại. Mình sẽ đi xuống thôi. Parkour, may quá, parkour. Ừ thì parkour. Ừ thì bác của. Ừ thì bác của. Ăn thịt vào khiêu chiến luôn. À mình không nên khiêu chiến với con này. Khiêu chiến với nó chết ạ. Bởi vì là nó phải đồ vàng hay sao ấy. Tạm biệt anh em. Đang đi nhảy xuống dưới nước. Không thành công. Rồi, mình sẽ nung. No. Có đi làm không nhỉ? Và mình sẽ ra trồng cây. À ngủ ngủ ngủ. À. Rắn bên này. Xem rắn rắn chết chưa? À gấu trúc à? Con này láo thật, buộc vây nhìn mặt ngu vậy. Ăn nào, ăn nào. Con này chưa đựng gì cả. Rắn đâu? Ui giời, rắn to ra phết. Các bạn có ý định xây cái gì ở tầng 2 không? Thì cứ comment cho mình biết. Ra đây đi đi lại nhanh nhẹn chạy đâu à, mà thôi đi anh em đi chơi, đố 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 hai cánh hai cánh hai cánh hai cánh hai cánh an toàn nào. Mày quá. Sao không xuống được? Đấy rồi. Đi. Mấy cái này lớn rồi.
xuống. Quy trình là trồng thêm cái cây nữa. Chất nhầy này, chất nhầy. Lấy ít gỗ. À đây là gì này. Lấy gỗ để trồng thêm cây. Cho tự dụng lá để lấy cây ấy các bạn. Thôi xong. Rồi, anh em muốn đi phiêu lưu không? Đi. Rồi xem nào. Hôm trước là mình có ra đây đâu nhỉ? Nhân dân làng đây rồi. Đây. À, con nào đây? Dê. Dê cừu.